Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu các bác một mẫu xe road đua của chính hãng thương hiệu Gian Winback 2002 quốc tế, xuất thị trường châu Âu các bác nhá. Thì trước đây em có về một chiếc Winback màu titan, ghi titan, thì hôm nay bên em lại mới về một chiếc Winback màu trắng đỏ, xuất thị trường quốc tế. Và đây là mẫu Winback khá là tốt bên em mới về đây. Vâng, bây giờ em xin vào đánh giá chi tiết tổng thể cho chiếc xe. Vâng, tổng thể xe có tông màu trắng, điểm nhấn đỏ. Đây là một mẫu dòng Gian Winback xuất thị trường quốc tế, dòng model 2002. Thì có những video trước thì em có giới thiệu qua các bác biết phân biệt dòng 2002 thị trường chính hãng và quốc tế, xuất thị quốc tế khác nhau điểm gì, thì các bác sẽ nói qua. Xe được làm từ hợp kim nhôm alu XX, vẫn là hợp kim nhôm siêu nhẹ độc quyền của chính hãng Gian, các bạn thấy rõ ấy. Xe thì tổng thể trên 85%, vì xe đã qua sử dụng nên là không tránh khỏi một vài vết xước trên khung xe, các bạn có thể thấy rõ đây, có một vài vết xước nhỏ trên khung xe, nhưng mà tổng thể xe còn rất là đẹp, không ảnh hưởng đến xe cả các nhé. Thì trước đây thì em đã có về một chiếc dòng Winback 2002 màu titan, ghi titan, cũng là dòng Gian Winback xuất thị trường quốc tế. Thì em có giới thiệu là tại vì sao những dòng Winback khác nhau điểm gì và xuất thị trường quốc tế khác nhau điểm gì, thì đây giới thiệu đây. Các bác lên trên mạng tham khảo thêm. Đó là dòng Winback 2002 thì nó sẽ dòng chữ 2000, model 2002 nằm ở trên khung xe đây. Thì quốc tế thì nó khác nhau ở chỗ đằng sau khung xe thì có hiện lên được chữ hợp kim nhôm alu XX, và website chính hãng của Gian nằm ở bên phía bên khung bên này xe đây. Đấy, bạn thấy rõ đấy. Bây giờ website chính hãng thì có thể lên trên mạng tham khảo thêm. Tổng thể xe còn rất là đẹp, trên 85%. Vâng, vẫn như cái dòng model trước thì em có giới thiệu qua, thì xe được sử dụng với cái bộ chuyển động đề, lip và đĩa ở trên khung xe, chính hãng của Shimano Sukekaika. Đây có thể thấy rõ đấy. Đấy, chuyển động rất là dễ các nhé. Cổ cốt và ghi đông của chính hãng Gian. Xe được trang bị với phanh ba mảnh Techo. Và ngay ở trước khung xe thì có cái logo hiệu biểu tượng của chính hãng Gian dập nổi bằng nhôm các nhá, nhôm đúc cắt CNC. Bên tay phải em cũng là bộ phanh Techo. Các bạn thấy rõ càng xe có màu trắng rất là đẹp các bác nhá. Còn rất là mới, tuy có một vài vết xước nổi trên càng xe đây, nhưng mà không ảnh hưởng đến xe cả. Tổng thể xe còn vẫn rất là đẹp. Và xe được chủ cũ lâm thêm cấp cặp vành chính hãng của Gian Cyber đây. Vành và Mayer nhôm. Các bạn nhìn đây, Mayer nhôm của Shimano chính hãng. Thì qua sử dụng rồi thì cái chữ Shimano ở đây thì nó bị bật mất rồi bác nhá. Đây là Mayer nhôm, Mayer cặp vành chính hãng của Cyber đây, có nhìn rõ. Được chủ cũ nâng cấp thêm. Nhìn rất là khỏe xe bác nhá. Sáng xe với thuộc với cái tông màu trắng của xe đây. Có thể thấy rõ, cặp vành rất là hợp với xe, được chủ cũ nâng cấp thêm. Kích thước lốp là 700. Thước lốp 700 x 25C, vẫn là cặp vành đổ của chính hãng Cyber của Gian, vành nhôm hai lớp còn rất là mới.
Và em nói thêm là cái chữ biểu tượng R là đặc quyền của thương hiệu sản xuất đó nhé. Đây, thường thường thì những cái dòng gian, những dòng xuất trong thị trường quốc tế đều có chữ R bên cạnh chữ gian này. Mà các bác để ý kỹ ấy. Có những mẫu model thì nó có. Sẽ được chỉ sử dụng với gạt đĩa Shimano, bồi đĩa nhôm. Vẫn là sử dụng bộ đề Shimano chính hãng. Đây, Shimano trắng chính hãng của gian quốc tế, có thể nhìn rõ đấy. Và bộ lip cũng là chính hãng của Shimano các nhé. Trang bị với 7 tầng lip. Xe có khung size S, tích hợp các ba từ 1m6 đến 1m7. Cọc yên chính hãng của gian. Và yên xe của gian thì video trước thì em có về một con gian Winback 2002 xuất tâm thị trường châu Âu, thì vẫn là chiếc yên dày hơn so với những bản yên thông thường. Đây các bạn có thể thấy rõ đấy. Mẫu yên của dòng gian quốc tế đây, dày hơn, ngồi và êm hơn, chắc chắn hơn so với mẫu yên thông thường. Và đằng sau cũng sử dụng được người nâng cấp thêm cọc vành Cyber gian chính hãng, nâng cấp thêm đây là cọc vành nâng cấp thêm của dòng gian đó nhá, cũng là vành chính hãng nhưng là vành cao cấp Cyber gian. Các bác có thể lên trên mạng tham khảo thêm. Cặp Meyer Shimano chính hãng của gian. Đây đằng sau là lốp của gian, nó nhìn rõ qua thử sử dụng một lần mà cũng còn mờ. Đấy. Vâng, lên lip ấy. Chuyển động Shimano chính hãng ở trên thân xe rất là mượt mà các nhé, rất dễ sử dụng cho các bác nào mới đi xuống lip này. Bộ chuyển động 7 tầng lip của Shimano chính hãng luôn các nhé, rất trơn tru và mượt mà. Và bên đĩa đây các bác nhìn thấy rõ, xuống đĩa này, lên đĩa này, rất là dễ dàng sử dụng. Vâng, các bác nhìn rõ Meyer và lip còn rất là mới các nhé. Vâng, em với giá tổng thể trong chiếc gian Winback 2002 xuất hiện quốc tế. Vâng, đây là mẫu gian có giá rất tốt bên em. Vâng, chiếc xe gian này được người chủ cũ nâng cấp thêm với cặp vành Meyer đằng sau là Cyber gian chính hãng cao cấp. Giá rất tốt bên em là 5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có bác là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm Thiên Xe Đạp, nhấn đăng ký kênh. Vâng, bên em bán cũng ở đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật. Đây các bác thấy, rất nhiều đồng hồ. Các bác nào quan tâm thì lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, ấn đăng ký kênh và theo dõi kênh để xem chi tiết hơn. Vâng, hẹn các bác vào chương ngày mai.